Hello, xin chào anh em đến với channel của mình nha. Hôm nay thì người nông dân sẽ roll sale cho anh em xem. Giờ mình có hiện tại mình có hai nick và nick nick phụ của mình thì thì nó sẽ đảm bảo được cái bảo hiểm 90 lần hơn. Tuy nhiên thì nick chính mình vẫn thích roll hơn, tại vì là nick chính mình có khá là nhiều đồ dành cho sale. Đây mình mở qua cho anh em xem một tí này. Đấy mình có hoa ngon này, lông ngon này, kèm theo đấy là bộ giác đấu nó cũng khá là ngon này. Đó. Nên là dù nick chính mình không đủ lượt roll nhưng mình vẫn hôm nay mình vẫn cố thử roll để xem có ra không. Hiện tại mình có tầm đâu đó khoảng 30 lần Và bảo hiểm thì Lịch sử thì quay được khoảng tầm bao nhiêu nhỉ 18 lần rồi Vậy là mình chỉ đường tầm khoảng 4 năm chục thôi 5 sáu uh, chục lượt thôi Nên là nó sẽ không chắc chắn được ra được sao Nhưng mình vẫn cố thử quay xem nhé Quất luôn cho nóng này 10 phát một này Hy vọng may mắn nhưng không biết có may mắn không Không được rồi chỉ được có uhm không bỏ qua rồi ấy. chỉ có bốn sao thôi anh em ạ mạng FPT lag quá nên mình không update trên PC được hiện tại mình đang chơi ở trên điện thoại ui toán đồ vớ vẩn tiếp này nick kia thì mình chỉ cần quay một hai chục lần thôi là được thôi nhưng mà mình vẫn thích nick chính hơn tại vì mình cũng khá là thích sao Ngoài quá rồi anh em ạ, khả năng là không được rồi. Đau na, hết rồi à? Chán thế. Hiện tại còn khoảng chưa đến 10 lần. Thôi mình đành phải mua một viên thôi. Biết là không nên nhưng mà mình sẽ vẫn mua một viên. Mười tiếp này Vang Ui trời ơi, đấy là tím anh em ạ Không được Nói chung nhân phẩm, không ăn thua Bây giờ mình sẽ sang cái nick phụ của mình Ôi, Ninh Quang kìa Nick phụ của mình thì mình Chắc chắn là được một cái vật phẩm 5 sao Tuy nhiên thì chưa bị lệch rách Nên là khả năng tạch cũng khá là cao Nick này cũng thế Tuy nhiên là nick này hết nguyên thạch rồi Ok bây giờ đổi sang kia này kia có xương sống thiên không Tuy nhiên là thánh di vật thì nó cùi hơn Ok Thì ở Nick bên này thì mình chắc chắn là được cái vật phẩm 5 sao rồi Tuy nhiên thì sao không biết có phải có được không Bây giờ mình sẽ xem cái lịch sử đã nhá Mình phải xem là mình mới tiết kiệm được Ui Không xem được anh em ạ à. Hình như là update nó xóa đi rồi Tuy nhiên thì lượt quay thì nó vẫn tính thôi Nhưng mà cái lịch sử nó xóa rồi mình không biết được nhưng mà mình nhớ tầm đâu đó khoảng tầm 50 lần thôi thì mình chỉ cần hai chục viên là ra hoặc là hơn một tí. Hết 26 viên này là ra. Nhưng mà không biết có được xiao không cơ. Thế mới cay mình cứ quay cho anh em xem nhá. Màu tím này. Quả mà này mà tạch tạch xiao thì ngu người lắm anh em ạ. Bay đâu? mình sẽ x10 tiếp sau mình x lẻ 6 lần thì chắc chắn nó sẽ ra hy vọng ui đây rồi không biết có phải sao không sao sao nào sao không không phải sao ngu người lắm đâu rồi ui đây rồi mày quá em ạ à. nói chung là định mệnh rồi uh. đây thì nick bên này mình có mình có tài nguyên nhưng mà mình đồ nó chưa ngon đây mình mở cho anh em xem này bên này mình có xương sống thiên không này tuy nhiên thì thằng như vật nó khá là cùi bắp nên là mình không thích bằng nick kia tuy nhiên thì mình có khá là nhiều nhựa nên là mình sẽ cày rồi mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem nhá ok thì clip của ngày hôm nay mình kết thúc tại đây thôi mạng đang lag này là chưa vào game được anh em ạ chưa update được và ngày hôm nay của anh em thế nào anh em quay có được ra treo như mình không Hãy comment ở phía dưới chúng ta cùng chém gió cho nó vui nhá. Và mình sẽ trải nghiệm rồi mình sẽ có một số cái um, chia sẻ đánh giá về xe cho anh em xem. Ok. Nếu anh em thấy video này hay đừng quên cho mình một like, một đăng ký nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Bye bye.